mặt trận Tổ quốc, vai sát vai chung tay xây nên nước non mình. Với tâm lòng ta chung lòng thanh cao, tự hào sao quê hương ta biết gì độc lập tự do. Việt nghĩa xã hội vượt lên phía trước, như muôn niên hoa dâng trào bên nhau. Dừng nước theo lời Bác Hồ đi trước, thank you.
Nồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các ông bà cô bác anh chị em trong cộng đồng dân cư tổ dân phố Mễ Nội đã có mặt đông đủ tại khuôn viên đình làng Mễ Nội hôm nay dự kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Xin được kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã thấy rõ hơn ai hết sức mạnh kỳ diệu của dân tộc, đó là khối đại đoàn kết toàn dân được tổ chức bằng lực lượng, di sản vô giá mà người đã để lại cho muôn đời sau là chân lý đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công. Và chính người cũng đã tổ chức cho sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nhằm mục đích đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để giành thắng lợi trọn vẹn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Và vừa rồi quý vị cũng đã thưởng thức bài múa trống khai hội, và ngay bây giờ đây xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức những lời ca tiếng hát, những điệu múa ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước tươi đẹp do chính những người con của quê hương Mễ Nội chúng ta biểu diễn. Tiết mục đầu tiên, hát tốt ca, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính, Bông Hoa Đại Đoàn Kết. Múa hoa vinh quang Mặt trận Tổ quốc, hát chèo, hát về với Hà Nam, múa lụa miền quê ơn Đảng, và cuối cùng là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, giai điệu Tổ quốc. Xin mời quý vị cùng đón xem. Việt Nam luôn bền.
Chúc sinh nhật
hoài niệm xanh nhân văn 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 hoa quay nhớ chuyện về thank you.
giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hời. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo sắp con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bỏng cháy. Tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Trong những câu kêu, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiến đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố. 4000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương đất nước vô vàn. Lời bồng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi thank you.
cùng toàn thể nhân dân chúng ta an toàn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thực hiện kế hoạch số 09 ngày 20 tháng 10 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Liêm Chính và chương trình công tác năm 2024 của Tổ dân phố Mễ Lộ. Hôm nay, khu dân cư Long Trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024 và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Về dự ngày hội hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại biểu phường Liêm Chính, xin được trân trọng giới thiệu ông Đan Văn Hân, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường, cùng các ông bà trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ngành đoàn thể của phường Liêm Chính đã về dự ngày hội. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các ông bà lãnh đạo thay mặt cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng đã về dự ngày hội. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu các cụ, các ông, các bà, anh chị là công dân của tổ dân phố đã có mặt đông đủ về dự ngày hội. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua nội dung chương trình của ngày hội hôm nay như sau. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu: 1. Diễn văn kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. 2. Đại biểu tặng hoa chúc mừng. 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Tổ dân phố Mễ Lộ. 4. Phát biểu của lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường. 5. Biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu. 6. Tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất. 7. Phát biểu cảm ơn và kết thúc ngày hội. Sau đây, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Toàn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, lên tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ cùng toàn thể nhân dân, giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo năm 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết địa tính đang diễn ra sôi nổi và rầm rộ trong cả nước, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Chỉ thị xác định Hội Phản đế Đồng minh phải đảm bảo tính công nông, đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để mặt trận thực sự là của toàn dân, và nhấn mạnh giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng thật kín thì cuộc cách mạng đó cũng khó thành công. Hội Phản đế Đồng minh là hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của cách mạng của Đảng ta. Đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc, là thành quả của kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức mạnh gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng của xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc, tạo nên sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Trải qua 94 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tăng cường, củng cố
vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là người đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy thi đua sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và lực lượng trong nhân dân với khát vọng vươn lên để phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Kính thưa toàn thể nhân dân, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 và thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Chúng ta cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan đảng, nhà nước để theo dõi, giám sát và đôn đốc xử lý, giải quyết. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua học tập, lao động, sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng đảng, nhà nước, các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà tăng trưởng vững chắc về của nền kinh tế quốc gia, cải thiện và nâng cao chất lượng toàn diện đời sống của nhân dân. Tiếp tục vận động nhân dân tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm lo sự nghiệp khuyến học khuyến tài để phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, gương mẫu chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội, phát huy truyền thống tương thân tương ái, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt bị thiệt hại do thiên tai hoạn nạn, thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của mặt trận và sức mạnh của nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng phản biện dự thảo các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nhân dịp này, Ban công tác mặt trận kêu gọi các tầng lớp nhân dân hãy ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mùng 3 tháng 2 và 135 năm ngày sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 và 50 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Liêm Chính nhiệm kỳ 2025-2030 để xây dựng quê hương Hà Nội ngày một phát triển hiện đại, giàu đẹp, dân chủ, công bằng và văn minh với tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân luôn luôn dồi dào sức khỏe và chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Mới Nổi. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn ông Hoàng Văn Toàn, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, vinh dự với ngày hội hôm nay, chúng ta rất vinh dự và phấn khởi được đón tiếp các vị đại biểu khách quý, đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã tới dự và tặng hoa chúc mừng ngày hội.
ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hà Thị Minh Tâm, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hà Nam, trưởng ban tổ chức kiểm tra Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời ông Hoàng Văn Toàn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận lên nhận hoa. Vâng, xin cảm ơn bà Hà Thị Minh Tâm, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14. Xin trân trọng kính mời đại diện các nhà trường. Trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học, cơ sở Liêm Chính. Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo lên tặng hoa. Trân trọng kính mời ông Bùi Mạnh Hồng, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố lên nhận hoa. Vâng, xin cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn ông Bùi Mạnh Hồng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, để đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và nhiệm vụ trong thời gian tới, ban tổ chức đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Mạnh Hồng, phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố lên báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của tổ dân phố bên nội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, hôm nay sau 365 ngày chúng ta lại tề tựu về đây nơi ngôi đỉnh thiêng để tổng kết một năm hoạt động của khối mặt trận của cộng đồng dân cư Mễ Đồi. Thay mặt cho lãnh đạo tổ dân phố, tôi báo cáo tình hình hoạt động của công tác chính quyền của tổ dân phố trong năm qua. Lời đầu tiên xin gửi tới toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, toàn thể các cụ, các ông bà, cô bác, anh chị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc ngày lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Địa bàn Mễ Đồi chúng ta diện tích trên 180 ha, dân số là 935 hộ đăng ký hộ khẩu thường trú với 3.390 nhân khẩu và hàng trăm hộ mua đất làm nhà định cư nhưng chỉ đăng ký hộ khẩu tạm trú. Trên địa bàn có nhiều cơ quan, bệnh viện, trường học, trụ sở, các cơ quan hành chính của phường và của các cơ quan tỉnh. Lực lượng trong độ tuổi lao động có đến 95% đều tham gia lao động ở các công ty, doanh nghiệp. Đời sống kinh tế ở khu dân cư tạm thời ổn định, chưa có nhiều sự đột phá. Đô thị phát triển nên trên địa bàn dân số tăng cơ học rất nhanh, song kéo theo nhiều tình hình phức tạp có ảnh hưởng tới đời sống và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tổ dân phố. Xét tình hình thực tế như vậy, đội ngũ cán bộ của tổ dân phố đã đoàn kết, quyết tâm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị xã hội trên địa bàn, xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến lành mạnh, giữ vững và phát huy tốt truyền thống và phong tục tập quán tốt của quê hương, có xu hướng phát triển và xu hướng phát triển của xã hội, quyết tâm động viên khuyến khích các thế hệ con cháu tích cực học tập, trau dồi kiến thức và vốn sống để có điều kiện học tập và tìm việc làm, giữ gìn bảo tồn các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể hiện có, chăm lo đời sống tâm linh của nhân dân. Kết quả đạt được, thực hiện đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ, các chỉ tiêu mà Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ của phường giao cho về đời sống kinh tế thì ổn định và phát triển. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Tổ dân phố có 1.143 trên 1.227 bằng 95% nhân khẩu trong độ tuổi lao động có việc làm, trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động. Tổ dân phố thực hiện tốt cuộc vận động ngày vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do mặt trận, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Đến nay trên địa bàn tổ dân phố không có hộ gia đình còn ở nhà tạm, nhà rột nát. Toàn tổ dân phố có 4 hộ nghèo bằng 0.04% và 11 hộ cận nghèo
100% cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế kỹ thuật của cộng đồng. 100% các đoạn đường ngõ xóm đã được cứng hóa và có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt đồng bộ. Còn một số ngõ xóm nữa tiếp tục chuẩn bị thi công. 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học. Tổ dân phố đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Tổ dân phố làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Kết quả năm 2024 có 100, toàn tổ dân phố có 197 cháu đạt học sinh giỏi các cấp và 19 lượt cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Tổ dân phố đã chi gần 18 triệu phục vụ cho công tác khuyến học năm nay. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, nhà văn hóa, sân đình thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ để diễn ra thường xuyên. 100% các hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng hương ước của làng và các quy định của pháp luật. Việc cưới, việc tang được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với phong tục tục tập quán, loại bỏ được các hủ tục lạc hậu, đảm bảo vệ sinh môi trường, không có hành vi mê tín dị đoan hương ước về quy và quy chế nghĩa trang, chúng ta vận hành chu đáo. Năm 2024, tổ dân phố không để phát sinh người mắc bệnh, tệ nạn xã hội ở cộng đồng, không có người sử dụng văn hóa phẩm độc hại. Các di tích trên địa bàn được kiểm kê, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị đúng quy định của pháp luật. 100% người dân được hưởng thụ tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo nơi đình và chùa của khu dân cư, hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật và bảo vệ môi trường. Năm 24 trên địa bàn tổ dân phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Nhiều cụm dân cư đã thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh chung vào các ngày nghỉ cuối tuần. 100% hộ gia đình đã sử dụng hệ thống nước sạch của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cung cấp. 100% hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm để chứa nước sinh hoạt và vệ sinh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ theo đúng quy định của pháp luật. Trên địa bàn không để xảy ra các hoạt động chống đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại các mục tiêu, các công trình văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tuyên truyền đạo lạ trái pháp luật, hoạt động ly khai gây rối an ninh trật tự, mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Trên địa bàn không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của tổ dân phố mắc tội phạm nghiêm trọng bị xử lý. Nhân dân tổ dân phố làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của tổ gây ra ở cộng đồng, không có khiếu kiện đông người trái pháp luật. Tổ dân phố tích cực tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện tốt luật trẻ em, luật hôn nhân gia đình, luật chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới và các chính sách dân số, không để xảy ra vi phạm các luật này có tính chất nổi cộm, để phục vụ đời sống tâm linh và giữ gìn các công trình văn hóa của nhân dân. Trong năm chúng ta đã xây dựng được tường rào, cổng và lắp đèn năng lượng mặt trời, hệ thống an ninh của đình đương, hệ thống tường rào của đình chung với số tiền là 562.551.000 đồng, hút 2.300 khối cát vào khu C nghĩa trang, đổ bê tông khớp nối các khu trong nghĩa trang, tổng số tiền đầu tư trong năm 24 là 489.219.000 đồng. Trên đây là kết quả đạt được trong năm 24. Tuy vậy, trong quá trình tổ chức vận hành thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số việc nhỏ chưa tốt, như việc giữ vệ sinh môi trường của một vài hộ chăn nuôi trong cộng đồng dân cư, ý thức của một số người khi đi thăm viếng nghĩa trang còn bỏ cốc nến túi ni lông bừa bãi, ý thức của một số hộ gia đình trong việc đưa con cháu đến hội nghị vinh danh học sinh giỏi của hội khuyến học của tổ dân phố tổ chức chưa ý thức đầy đủ ý nghĩa của việc làm của hội khuyến học của tổ dân phố. Tầm nhận thức của một bộ phận người dân về hiến đất là ngõ xóm còn hạn chế. Kế hoạch hoàn thiện khu dân cư trang nhân dân chưa thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Phương hướng năm 2025 tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại khuyết điểm để tổ dân phố chúng ta vững về chính trị, giàu về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện,
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cấp trên giao, mong được toàn thể nhân dân đồng thuận và ủng hộ chúng tôi để thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra. Lần nữa cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức lễ hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu, khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô bác, anh chị đã đóng góp công sức, trí tuệ để ngày lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, tổ dân phố Biên Nội chúng ta có được những kết quả như ngày hôm nay là có sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cấp. Trong ngày hội hôm nay, khu dân cư Mễ Nội hân hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu thay mặt cho lãnh đạo phường Liêm Chính đã về dự, động viên nhân dân khu dân cư Mễ Nội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đan Văn Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Hà Thị Minh Tâm, trưởng ban tổ chức Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Trong không khí cả nước nói chung, nhân dân phường Liêm Chính chúng ta nói riêng đang ra sức thi đua đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hôm nay tổ dân phố Mễ Nội long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi được về dự ngày hội của khu dân cư chúng ta. Thay mặt cho Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường, xin được gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành cùng toàn thể nhân dân lời kính sức khỏe và hạnh phúc, chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua 94 năm ra đời và phát triển, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18 tháng 11 năm 1930, từ hồi phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đến mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong thời điểm hiện nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, phát huy sức mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân. Về mọi mặt để thực hiện tốt chủ trương đó, địa phương chúng ta đã có nhiều đổi mới trong tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của phường đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước được các ngành, các tầng lớp nhân dân đồng tình triển khai, hưởng ứng, thực hiện đã đạt được những kết quả hết sức phấn khởi. Trong không khí vui mừng phấn khởi của ngày hội đại kết toàn dân tộc ở khu dân cư mừng ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng thấy rằng trong những năm qua,
cộng đồng dân cư Nguyễn Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đó đã được khẳng định trong báo cáo, đó là nhân dân luôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua việc vận động nhân dân tích cực tham gia hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm về tài nạn xã hội, thực hiện ngày chủ nhật xanh sạch đẹp khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Nhân dân trong tổ dân phố đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hội nghị, nhất là những hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân, luôn phát huy vai trò hiệu quả công tác phối hợp của ban công tác mặt trận với chính quyền, các chi hội đoàn thể và các tổ hòa giải cơ sở để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở. Do vậy, trong những năm qua, nhân dân trong tổ dân phố luôn đoàn kết gắn bó, không có đơn thư khiếu nại tố cáo, không có vụ việc nào vi phạm pháp luật, tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ các quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban dân phường tổ chức và phát động. Nhà ở của các hộ trong tổ dân phố được xây dựng kiên cố, đảm bảo an toàn, giao thông đi lại thuận lợi, hương ước quy ước của khu dân cư được nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành. Năm 2024, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ cao, khu dân cư luôn giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa nhiều năm liên tục, các tổ chức trong tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, với những kết quả và khu dân cư chúng ta đã được trong năm qua, chúng tôi đánh giá cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chi bộ, công tác phối hợp giữa lãnh đạo tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường nhà tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thay mặt các đảng ủy, thường trực hội đồng dân, lãnh đạo ủy ban dân phường, tôi xin biểu dương những thành tích mà khu dân cư chúng ta đã đạt được trong năm qua. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, để tiếp tục phát huy những kết quả mà khu dân cư chúng ta đã được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới, tôi xin gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất, cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 5 Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thường xuyên lắng nghe ý kiến kiến nghị của dân để tổng hợp phản ánh kịp thời với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, nhất là việc nâng cao thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở dân khu và cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, xây dựng người phủ lý văn minh thanh lịch do thành ủy phủ lý phát động, quan tâm phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo, nhất là đối với các gia đình chính sách, người nghèo, hộ nghèo, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thiết thực nhằm ổn định xã hội về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Thứ ba, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức ở tổ dân phố, tham gia hoạt động tổ hòa giải, thực hiện tốt hơn nữa quy ước của khu dân cư, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn hội ngay từ cơ sở. Thứ tư, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất ngay trong các ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, chi ủy chi bộ,
cần quan tâm chăm lo phát triển đảng viên, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trên mọi lĩnh vực. Thứ năm là phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2020 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2025-2027. Cuối cùng, xin chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc khu dân cư của chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách, thưa thể nhân dân, nhân dịp khu dân cư Bến Nội tổ chức kỳ ngày hội đại kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận quốc, các ban ngành đoàn thể cũng như chính có lăng hoa tươi thắm chúc mừng ngày hội. Xin mời các đồng chí đại diện cho ban đoàn mặt trận, lãnh đạo tổ dân phố lên đèn hoa. Xin chào quý đoàn. Xin trân trọng cảm ơn ông Đan Văn Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Nhân dân phường Liêm Chính đã ra quyết định công nhận tổ dân phố Mê Nội đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2024. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đan Văn Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường lên trao, và trân trọng kính mời ông Bùi Mạnh Hồng, Tổ trưởng Tổ dân phố lên nhận. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin cảm ơn ông Đan Văn Hân và ông Bùi Mạnh Hồng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, đã cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân hưởng ứng cuộc vận động vì người nghèo năm 2024 và phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn lên sân khấu để nhận quà. Một, hộ gia đình bà Hà Thị Lan. Hai, hộ gia đình bà Lữ Thị Phi. Ba, hộ gia đình bà Lữ Thị Lan. Bốn, hộ gia đình ông Trần Thanh Bình. Năm, hộ gia đình bà Lương Thị Tuyết Mai. Sáu, hộ gia đình ông Đỗ Văn Hùng. Xin kính mời các hộ gia đình khẩn trương lên sân khấu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đỗ Huy Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thay mặt ban vận động vì người nghèo phường Liêm Chính lên tặng quà cho các hộ gia đình. Xin trân trọng kính mời ông. Bà Lữ Thị Lan ạ.
Vâng, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Huy Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Xin cảm ơn các gia đình. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trong một buổi chiều, mặc dù thời gian chưa được nhiều, nhưng chúng ta đã hoàn thành các nội dung chương trình của ngày hội. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã tới dự chung vui ngày hội. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng quê hương Mễ Nội ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh. Xin kết thúc hội nghị tại đây. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời tất cả các bà các chị ở lại, nán lại để chúng ta thu dọn hội trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.